về Đầm Sen nữa vậy? Bây giờ là 7:40 tối ngày 12 Tết. Rồi Sài Gòn hôm nay đã có trăng 12, cũng gần gần được 2/3 tròn đó vậy. Nhiệt độ bây giờ là mát mẻ khoảng 26 độ C. Tân Thành, Lý Văn Bích. Đều phải đây là vô đường Vườn Lài nữa vậy. À, có thương hiệu KFC, thương hiệu gà rán Sài Gòn rất là nhiều. Bên trái là tiệc cưới Boris. Trái là khu căn hộ cao tầng 584 phường Phú Thọ Hòa, Tân Phú. Rồi bên trái là ủy ban quận Tân Phú nữa vậy. Chị thấy hôm nay 12 Tết Sài Gòn đã nhộn nhịp buôn bán trở lại à. Giờ gần 8 giờ tối rồi, chị thấy là còn sụp tụ, để phải là đường Phú Thọ Hòa đúng không vậy? Rồi đây ngã tư Lý Văn Bích với Hội Ngọc Hầu, để phải là mình đi ra ngã tư bốn xã, đi ra Bình Chánh ấy vậy, ra xa lộ Đại Hàng á. Sài Gòn không có buồn quý vị. Thì nếu mà dám chạy xe gắn máy á thì cứ xách xe ra đường nữa, chị thấy ngày đêm suốt sáng. Rồi nữa phải là đường Thạch Lam nữa vậy. Đường cây keo nè.
chợ cây keo quý vị xem nha. Đó, bán hủ tiếu, tiệm mì, quán ốc, bún riêu cây keo, bánh bao, bánh chưng, bánh giò, xôi mặn, bánh hứa, cơm tấm. Chè bưởi. Đây chợ Hiệp Tân này, gọi là chợ cây keo nè, buổi tối nè. Thấy bán trái cây quá chừng không. Đó, tôi quẹo vô trong chợ thì xem buổi tối chợ Hiệp Tân hay chợ cây keo. Đi chợ Hiệp Tân nha gì, là chợ cây keo á. Đây có chùa Phước Sơn nữa gì. Đó, thì vừa xong xem xong chợ Hiệp Tân nha, chợ cây keo quận Tân Phú nữa gì. Gần 8 giờ tối vẫn còn buôn bán. Đây xe này đi bán đĩa nhạc đĩa Paris By Night Dân Sơn ở Sài Gòn cũng có vậy, nhưng mà toàn là đĩa copy không à. 10.000 đồng, 20.000 đồng một bộ vậy, 2-3 cái luôn. Chất lượng hình thì không có nét bằng đĩa gốc. Đó, rồi về nhà mở lên coi. Rồi bây giờ trở lại đường cây keo Lý Văn Bích nha quý vị. Rồi vừa qua đó là ngã tư đường Hòa Bình á, rẽ phải là đi ra ngã tư 4 xã. Đi ra đây xa lộ Đại Hàn, cầu hiệu trái là vô Đầm Sen đó vậy. Tôi thẳng đường này xuống Phú Lâm nè. Thank you.
đám bích cũng dài ghê không? Nói từ giao nhau giữa ông cơ với tụi mình làm hết từng khu á, chạy về tới dưới này luôn, gần tới Phú Lâm luôn quý vị. Cầu Tân Quá này, kinh Tân Quá này cái gì. Rồi hẹn gặp lại quý vị clip tiếp theo nha. Thank you, see you.